Quốc gia. Hôm nay các em sắp rời xa mái trường, đã
tập cao hơn này. Sau đây xin mời quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô cùng các em học sinh của chúng ta lắng nghe bài hát Mái Trường Của Yêu sáng tác Lê Hương Thanh do các em học sinh lớp 5 thực bài này. Trước gì hồi hộp, bâng khuâng, có lẽ rồi đây chúng ta sẽ
trí nhớ trí tuệ làm tự tin để bước để tiếp tục bước đi trên con đường thành phố. Sẽ nhớ lắm, nhớ góc sân rộn rã tiếng cười, nhớ những buổi học không nghe chơi, nhớ từng bài giảng. Ôi nhớ dáng thầy cô quá đổi thân thương, thầy cô là những người cha, những người mẹ thứ hai trong đời, là những người tận tình truyền dạy cho chúng em nhiều kiến thức quý báu. Lại đây, nếu
chữ ban đi. Vợ đi trước. Đang đứng lên chào nữa không? Đứng lên chào nữa không? Tôi chụp chưa? Cái này mình luôn nắm một không? Nhiều quá.